chiều 15 tháng 1 tại Trung tâm Hội nghị thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì cuộc làm việc với các công dân có kiến nghị liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình giai đoạn 1 của quận Ngô Quyền. Cùng làm việc có lãnh đạo các sở ngành Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban tiếp công dân thành phố và Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền. Tại cuộc làm việc, đại diện các hộ dân bày tỏ sự ủng hộ chủ trương thực hiện dự án. Tuy nhiên, các hộ dân kiến nghị phản ánh một số vấn đề liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng, như các căn cứ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, cùng một số tố cáo kiến nghị liên quan tới một số cán bộ thuộc quận Ngô Quyền và phường Đằng Giang trong thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo các ngành Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra thành phố và Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền trực tiếp trả lời, giải trình kiến nghị của các hộ dân. Sau khi nghe ý kiến của các sở ngành địa phương và các hộ dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng khẳng định phương án đền bù hỗ trợ phục vụ giải phóng mặt bằng quận Ngô Quyền bảo đảm đúng quy định của pháp luật và đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án, thành phố thành lập tổ công tác họp bàn rất nhiều lần để thống nhất các phương án đền bù hỗ trợ theo hướng bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người dân, nhưng phải đúng quy định pháp luật. Trước ý kiến kiến nghị của các hộ dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao tổ công tác tiếp tục rà soát lại thật kỹ về nguồn gốc đất của các hộ, đồng thời yêu cầu các hộ có hồ sơ giấy tờ chứng minh nguồn gốc cần phối hợp cung cấp cho tổ công tác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền sớm chốt phương án tái định cư cho các hộ dân. Trong trường hợp các kiến nghị được giải quyết thấu đáo nhưng các hộ dân không hợp tác, đề nghị quận Ngô Quyền hoàn thiện các thủ tục hồ sơ cưỡng chế trình Ủy ban Nhân dân thành phố để bảo đảm tiến độ dự án. Về việc tố cáo của một số hộ dân đối với cán bộ Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền và phường Đằng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Thanh tra thành phố nắm tình hình, hướng dẫn các hộ dân viết đơn, kèm theo các hồ sơ bằng chứng pháp lý để bảo đảm đầy đủ các điều kiện cơ sở xem xét giải quyết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nêu rõ, nếu các hộ dân không đồng tình với các phương án đền bù hỗ trợ, có thể khởi kiện ra tòa hành chính. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, giai đoạn 1, có tổng diện tích đất thu hồi hơn 10.000 m2, bao gồm 5 tổ chức và 138 hộ thuộc khu vực tuyến đường nội bộ chung cư HH1, HH2 và mặt đường Nguyễn Bình, khu vực mặt đường Nguyễn Bình Khiêm thuộc các phường Đồng Quốc Bình, Lạch Chay và Đằng Giang. Đến nay, quận Ngô Quyền mới giải phóng mặt bằng được 4 tổ chức và 22 hộ dân. Một số hộ dân có các kiến nghị liên quan tới chế độ chính sách đền bù. Xác định nguồn gốc đất nên tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.